Chào mọi người, áp biết mọi người cũng thích nghe chuyện này mà công nhận chuyện này hay. Thầy áp thấy hay, sau này cũng có thể sẽ không thua kém chân mệnh đâu. Nhưng bây giờ áp đang muốn tập trung vào chân mệnh để cho khoảng một tuần nữa là chân mệnh, sau đó là sẽ còn một ngày khoảng hai tập thôi chứ không nhiều. Tại vì bây giờ hàng ngày ra là cũng được khoảng hai tập thôi chứ không nhiều. Thì lúc đó áp sẽ tập trung vào chuyện yêu thần này và những chuyện khác. Hiện giờ là những chuyện này mới này là một ngày áp trong một tập thôi, tập trung tối đa vào chân mệnh. Tại thấy mọi người rất thích coi chân mệnh, thành ra là áp cứ theo chân mệnh cái đã. Rồi yêu thần này mọi người cầm chừng khoảng tuần tuần hơn tuần nữa thôi là lúc đó chân mệnh nó ngưng lại. Không phải là ngưng ngưng luôn giống như chiến thần đâu, mà một ngày được khoảng tập hai tập. Yêu thần Thái Cổ Hắc Long tập 23. Năm đó, cường giả của tứ đại tông môn cùng nhau công phá bí cảnh viễn cổ, nhưng chỉ lấy mỗi một viên. Nhiều năm qua, vì vấn đề quyền sở hữu cửu khiếu hóa long đan này mà bốn tông tranh luận gay gắt. Trong cuộc tuyển chọn được tổ chức tại thành Hàn Giang năm nay, con rồng Hàn Giang là con bài mấu chốt quyết định sự tồn vong của tông môn, nên mới phải lấy viên đan dược này ra làm phần thưởng cho quán quân cuộc tuyển chọn, như một cuộc các quyết định tông môn nào là chủ sở hữu của nó. Bây giờ Mộc Long đoạt giải nhất, đương nhiên cửu khiếu hóa long đan phải rơi vào túi Tiêu Dao Thần Tông. Phải vậy chứ, hiện giờ Lâm Cảnh Thiên là đệ tử Pháp Vương, còn là con rồng Hàn Giang của Tiêu Dao Thần Tông ta, chỉ có trao cho thiên kiêu sử dụng thì đan dược thế này mới không bị lãng phí. Không sai, Pháp Vương thật sáng suốt. Lâm Cảnh Thiên vốn là thanh mộc linh thể, thiên phú dị bẩm, hôm nay nhận được cửu khiếu hóa long đan thì như hổ thêm cánh rồi, ta cũng đồng ý. Nhất thời trong Tiêu Dao thiên địa rôm rã những lời tâng bốc Lâm Thiên Cảnh, ngay cả những người bình thường hay xung đột ý kiến với Pháp Vương cũng im lặng không nói gì, xem như ngầm thừa nhận ta không đồng ý. Giữa khung cảnh gió chiều nào theo chiều gió theo chiều đó, một giọng nói đột ngột cất lên trong đại điện. Mọi người nhìn theo hướng âm thanh phát ra, cuối cùng dừng lại tại một người. Người này chính là Triệu Linh Đan. Pháp Vương muốn nhận Lâm Vạn Thiên làm đệ tử là chuyện riêng của Pháp Vương, còn cửu khiếu hóa long đan này là thứ Mộc Long phải đánh bại thiên kiêu của ba tông, đánh đổi tính mạng mới giành được. Huống gì cửu khiếu hóa long đan này còn là phần thưởng cho giải nhất trong buổi tuyển chọn thành Hàn Giang năm nay. Người đủ tư cách sở hữu vật này chỉ có quán quân. Nay đệ tử muốn hỏi đại trưởng lão, thứ nhất, thứ hạng của Lâm Cảnh Thiên là bao nhiêu ạ? Triệu Linh Đan lúc này có rất khác ngày thường. Nàng ta đứng trước mặt Mộc Long, đôi mắt sâu thăm thẳm, thái độ rất kiên quyết. Lão sư, Triệu Linh Đan, tuy cô là con gái trưởng giáo, nhưng đây là chuyện trọng đại của tông môn. Ở đây toàn những người cấp bậc cao, đầu tới phiền cô nói chuyện chứ? Pháp Vương Nguyên Vô Thiên đang vô cùng vui mừng, bỗng nghe Triệu Linh Đan phản đối, biểu cảm ông ta lập tức thay đổi, trách móc nàng dữ dội. Triệu Linh Đan không hề sợ hãi. Sao? Pháp Vương không muốn trả lời câu hỏi này sao? Vậy thì để ta nói cho chư vị biết, trong cuộc tuyển chọn, Lâm Cảnh Thiên dừng chân ở top 8, không lọt nổi vào top 4, và người đánh bại y chính là Mộc Long. Pháp Vương luôn miệng nói đây là chuyện trọng đại của tông môn. Đã là chuyện trọng đại thì vì sao không chờ mẫu thân ta xuất quan mà ở đây tự ý quyết định thế? Ngông cuồng! Lời lẽ của Triệu Linh Đan không khác gì đổ dầu vào lửa. Pháp Linh Vương nghe vậy thì càng tức giận hơn. Cứ cho là bỏ qua thân phận đệ tử của bổn vương đi, thì Lâm Cảnh Thiên vẫn là con rồng Hàn Giang trong lời tiên đoán của Thái Thượng Trưởng Lão, đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với Tiêu Dao Thần Tông chúng ta. Dù trưởng giáo ở đây cũng sẽ đồng ý với bổn vương mà thôi. So ra Mộc Long có là gì đâu, hiện tại hắn có mặt đấy, nhưng thiên phú của thanh mộc linh thể thế nào không thể phán xét dựa theo thắng bại nhất thời đâu. Triệu Linh Đan, bổn vương có tưởng trời sinh cho cô tuệ nhãn thì cô sẽ biết nhìn người lắm chứ, không ngờ thiển cận đến vậy, đúng là phụ lòng tông môn mà. Sau khi Pháp Vương nói câu này, mọi người xôn xao bàn tán. Phải đấy, mỗi một thể chất đặc thù đều là con cưng của đất trời, là tạo hóa đất trời tạo ra, phải nghĩ về lâu về dài chứ. Bây giờ Mộc Long đúng là có chút thực lực đó, nhưng càng về sau thanh mộc linh thể sẽ càng trưởng thành thì chênh lệch cũng sẽ càng lớn. Nếu như thanh
Thanh Mộc Linh Thể đại thành, cảnh giới hai bên ngang nhau, thì y đánh một kích thôi là đã giết một long ngay và luôn. Các người... Triệu Linh Đan rất hiếm khi tức giận, nhưng giờ đây nàng ta bị bủa vây bởi những lời chỉ trích như thế, chẳng một ai chấp nhận mình vậy. Mộc Long đứng sau lưng Triệu Linh Đan vô cùng áy náy, thậm chí có phần uất ức. Anh rất muốn hét một câu với mấy người kia rằng, tại đại điện này, phàm thể con mẹ nhà ngươi, lão tử là thể thiên yêu, truyền thuyết cái thái cổ ấy. Truyền thuyết của thái cổ đấy, Thanh Mộc Linh Thể còn lâu mới xứng sách dạy cho lão tử. Nhưng Mộc Long không thể nói ra điều đó nên uất ức đành nín chịu. Xin lỗi sư tỷ, ta có nỗi khổ riêng. Mộc Long thầm nói, nhìn Triệu Linh Đan bằng ánh mắt đầy cảm động. Một nữ tử phải dũng cảm và can trường biết bao mới sẵn sàng ra mặt vì anh, gánh chịu sự chỉ trích, khiển trách của những người khác. Sư tỷ, thôi đi, một viên anh dược thôi mà, ta thà không lấy còn hơn, còn làm sư tỷ khó xử vì mình. Mộc Long đứng sau lưng kéo áo Triệu Linh Đan. Nàng quay đầu, thấy đôi mắt người này vẫn bình thản, điềm tĩnh, phong thái đó y hệt lúc bị toàn thành trào phúng trên võ đài. Không được, thứ này vốn thuộc về ngươi, Đan sư tỷ không phải để ngươi gọi chơi. Ta phải dành cửu khiếu Hóa Long Đan về cho ngươi. Đôi mắt Triệu Linh Đan trở nên dịu dàng, sau đó càng kiên quyết hơn. Triệu Linh Đan, cô là con gái trưởng giáo, nên bao giờ bổn vương cũng nhân nhượng cô. Cô đã không biết tốt xấu, như thế thì đừng trách bổn vương xử lý theo lệ. Thấy Triệu Linh Đan vẫn giữ thái độ cứng rắn, ánh mắt Nguyên Vô Thiên càng lạnh lẽo và uy nghiêm hơn. Bổn vương vốn không định nói ra việc này, thì giờ công khai luôn, khỏi mất công người ta nói bổn vương độc đoán chuyên quyền. Cô có biết Mộc Long này chính là con của Diệu Thanh, công chúa cổ tộc Hắc Long hay không? Nguyên Vô Thiên mắng. Hắn ta vừa thốt ra câu nói này, những người xung quanh như bị sét đánh. Huyết mạch Long tộc vô cùng cao quý, nhưng Mộc Long này được sinh ra bởi công chúa Long tộc và nhân tộc, là thứ huyết mạch vấy bẩn của Long tộc. 4 năm trước, thái tử Long tộc Ngạo Tuyệt Thần đích thân hạ phàm xuống thành Hành Giang, rút huyết mạch Long tộc trong người Mộc Long đi, mặc hắn tự xưng tự diệt. Bây giờ cô lại dám đưa kẻ bị trục xuất khỏi Long tộc vào Tiêu Dao Thần Tông hay sao? Nguyên Một Thiền nói đến đây, mọi người giật mình. Những lời nói đó quá rúng động, ngay cả Triệu Linh Đan cũng không ngờ anh có rõ thật, cũng không ngờ lão ta rõ thân thế Mộc Long đến như vậy. Thật ra không phải nàng chưa nghĩ đến vấn đề này, nhưng từ khi tuyên bố sẽ bảo vệ tư cách của Mộc Long ở thành Hành Giang, thái độ Triệu Linh Đan rất rõ ràng. Nàng ta đã xem Mộc Long là con rồng Hành Giang. So với an nguy của tông môn thì một thứ mơ hồ như cơn thịnh nộ của Long tộc không đáng để nhắc đến. Chỉ là lúc này ai nấy trong đại điện đều nhìn Mộc Long với vẻ e ngại. Không phải e ngại Mộc Long mà là e ngại Long tộc sau lưng anh. Kẻ bị thái tử cổ tộc Hắc Long trục xuất, ai dám giúp đỡ, nghĩa là bất kính với cổ tộc Hắc Long. Lỡ may sau này Long tộc tính toán chuyện này thì họa vô đơn chí. Ta đề nghị lập tức đuổi Mộc Long ra khỏi Tiêu Dao Thần Tông. Phải đấy, Mộc Long bị trục xuất khỏi Long tộc vào Tiêu Dao Thần Tông thì kiểu gì cũng rước họa về cho tông môn. Lỡ chọc giận cổ tộc Hắc Long thì sao? Tiêu Dao Thần Tông bị tiêu diệt mất thôi. Chẳng thế còn gì, sợ là kiếp nạn của tứ đại tông môn đang hạ xuống người Mộc Long này cơ. Những lời chê trách trong đại điện càng lúc càng quá quách, bọn họ càng nói càng sợ hãi. Nạn lớn trong khai tông bạch quyển và trong lời tiên đoán của Thái Thượng Trưởng Lão là thiên mệnh, khó lòng thay đổi, vốn đã là cơn ác mộng với tất cả mọi người. Triệu Linh An nghe vậy, trong lòng càng sốt ruột hơn. Hộ giáo Pháp Vương Nguyên Vô Thiên từ trước đến nay vẫn luôn có mâu thuẫn với gia đình trưởng giáo. Hành động hôm nay nói là nghĩ cho tông môn, nhưng thực chất là đang chèn ép nhà trưởng giáo. Nàng đã trộm được một chút ít huyền cơ từ đôi mắt phá vọng thần đồng rồi. Mộc Long chính là con rồng Hàn Giang, nhưng cả đại điện này đều lên tiếng phản đối kích liệt, thậm chí còn đòi đuổi Mộc Long ra khỏi Tiêu Dao Thần Tông. Nếu kết cục thực sự như thế này thì hai câu cuối con rồng Hàn Giang xuất hiện có lẽ sẽ đem lại vận may nghịch chuyển tình thế, trong lời truyền sẽ thành câu nói suông, đại kiếp sinh tử sẽ biến thành tử kiếp bất tử vô sinh. Nếu mà mẫu thần ở đây thì hay biết mấy. Không được, ta quyết không để Mộc Long bị đuổi ra khỏi tông môn. Sau khi một lúc suy nghĩ, Triệu Linh Đan nảy ra một ý chất vấn đám đông. Chư vị muốn Tiêu Dao Thần Tông chúng ta tự phá hủy danh dự
mang tiếng xấu, bất nhân, bất nghĩa hay sao? Lẽ nào các vị trưởng bối đã quên cửu khiếu hóa long đan có được nhờ ai hay không? Trước khi vào tông, Mộc Long đã lập nên công lao hiển hách cho thành tông chúng ta. Hôm nay lại bị chỉ trích chỉ vì cơn thịnh nộ của Long tộc, không ai biết có thật sẽ xảy ra hay không. Chư vị có thấy thực không thấy được cười hay sao? Nếu Mộc Long đi thật thì cửu khiếu hóa long đan này phải làm thế nào đây? Ba tông kia sẽ chịu để các vị yên sao? Chắc chắn họ sẽ nhân cơ hội đòi lại nó. Rồi thiên tài khắp thiên hạ sẽ xem Tiêu Gia Thần Tông là cái gì? Là một lũ ăn cháo đá bát sao? Quả nhiên, ai cũng nghe xong câu này thì cũng cứng họng. Thấy vậy, thật vậy, trong mắt họ, mặc dù Mộc Long không phải con rồng hành gian, nhưng không thể không thừa nhận rằng nhờ có anh, họ mới có được cửu khiếu hóa long đan. Theo cái nhìn của ta, Mộc Long đã tới rồi thì giữ hắn lại đi, cho làm đệ tử ngoại môn thông thường là được. Long tộc có hỏi đến thì chúng ta nói là không biết chuyện này, thế là không sao. Đúng lúc này, ông là một ông lão tiên phong đạo cốt, trong góc hất phất trần đang cầm lên, chậm rãi cất lời. Ai nghe xong cũng sáng bừng mắt khen ngợi, cách của Bảo Vương rất là hay. Trong Tiêu Gia Thành Tông có ba vương điện lớn được trấn giữ bởi ba vương giả nguyên thần, trong đó điện Pháp Vương do Hồi giáo Đại Pháp Vương đứng đầu, còn lại là điện Đan Vương và điện Bảo Vương. Ông lão tiên phong đạo cốt cầm phất trần này chính là Bảo Vương, một trong ba vương. Nhưng Pháp Vương Nguyên Vô Thiên nghe vậy lại nhíu mày, như vừa nhớ tới điều gì, thái độ ông ta bỗng kiên quyết đến lạ thường. Không được, Mộc Long bị chính tay thái tử Long tộc Ngạo Tuyệt Thần trục xuất, chuyện này rất quan trọng, nhưng vì danh dự của tông môn, bổn vương có cách này. Nguyên Vô Thiên nở nụ cười bí hiểm, sau đó ông ta liếc mắt nhìn Triệu Linh Đan rồi cười khẩy. Nếu cô tôn sùng Mộc Long đến mức cho rằng phàm thể nhỏ nhoi có thể chiến thắng Thanh Mộc Linh Thể, thì bổn vương không ngại nhân cơ hội này cho cô thấy sự khác biệt giữa Thanh Mộc Linh Thể và phàm thể. Bổn vương tạm thời cho phép Mộc Long trở thành đệ tử ngoại môn, nhưng chỉ trong 3 tháng. 3 tháng sau, hắn phải tỉ thí một trận với đệ tử bổn vương. Thua thua thì đuổi hắn ra khỏi Tiêu Gia Thần Tông. Chắc hẳn thiên hạ không nói gì đâu. Dù sao Tiêu Gia Thần Tông chúng ta không phải nơi chó mèo gì ở cũng được. Lời nói của Nguyên Vô Thiên cực kỳ đanh thép, không cho phép ai bác bỏ. Đây là kết luận luôn rồi, chứ nào phải thảo luận đâu. Vừa nghe vậy, Mộc Long thầm cắn răng, vẻ căm hận thoáng qua trong ánh mắt anh. Nguyên Vô Thiên này đúng là thâm độc. Ông ta muốn mình làm đá kê chân cho Lâm Cảnh Thiên được đà nổi tiếng. Sao anh không biết chứ? Lâm Cảnh Thiên trở thành đệ tử của Pháp Vương vốn là đã được trời ưu ái lắm rồi. Còn có thêm một viên cửu khiếu hóa long đan thì thực lực sẽ tăng tiến đáng kể, nhất định sẽ tiến vào ngự hồn cảnh trong vòng 3 tháng. Lúc trước, y đã bị Mộc Long đánh bại. Nguyên Vô Thiên làm như vậy là có 3 mục đích. Một là muốn chính tay y đánh bại Mộc Long để tiêu diệt tâm ma, không còn băn khoăn, bận lòng điều gì nữa. Hai là Mộc Long đã hạ gục thiên kiêu của ba tông khác và trở thành quán quân buổi tuyển chọn tại thành Hàn Giang. Đánh bại được anh, Lâm Cảnh Thiên sẽ thể hiện được thực lực và thiên phú của mình. Thứ ba là để che miệng thế gian. Dù gì Mộc Long cũng vào tông 3 tháng mới bị trục xuất. Lúc đó cửu khiếu hóa long đan thì đã bị Lâm Cảnh Thiên dùng rồi. Ba tông kia sẽ không thể nhân cơ hội truy cứu chuyện đan dược. Tính hay thật. Chỉ tiếc Mộc Long ta nào phải kẻ cam tâm tình nguyện làm đá kê chân cho người khác, chưa kể đó còn là kẻ bị ta đánh bại. Mộc Long oán hận vô cùng, nhưng anh biết lúc này mình phải nhẫn nhịn vì bản thân chưa đủ mạnh. Hiển nhiên, Triệu Linh Đan cũng nhận ra ý đồ của Hộ giáo Pháp Vương. Không những thế, nàng còn cảm thấy được Hộ giáo Pháp Vương đang ấp ủ một âm mưu khác, đó là thừa cơ chèn ép gia đình trưởng giáo. Dù sao chăng nữa, Triệu Linh Đan cũng là người đã đưa Mộc Long vào tông môn, và chuyện giành được giải quán quân buổi tuyển chọn cũng đã chứng minh thiên tư bất phàm của anh. Nếu giữ lại và tập trung đào tạo thì kiểu gì anh cũng về phe trưởng giáo. Ông ta không muốn nhìn thấy điều này xảy ra. Thế này, Triệu Linh Anh không đồng ý là chuyện dễ hiểu. Nàng ta biết rõ thủ đoạn của Pháp Vương, nhận được sự ủng hộ của ông ta thì tầm thường cũng không sẽ xem thường. Huống hồ đây còn có cửu khiếu hóa long đan. Trong khi Mộc Long phải ở ngoại môn có 3 tháng ngắn ngủi, có thể trưởng thành đến đâu đây? Chưa kể trong tông môn, lòng người khó dò, thế nào Mộc Long cũng bị đệ tử ngoại môn nhắm vào, như bước trên băng mỏng.
Chuyện này vốn không công bằng, hơn nữa sẽ hủy hoại Mục Long. Không được, chờ mẫu thân ta xuất quan rồi bàn tiếp. Triệu Linh Đan không còn cách nào, đành nhắc đến mẫu thân mình, cũng là Triệu Huyền Âm, trưởng giáo Tiêu Gia Thần Tông. Nhưng nói đến mức này rồi mà Pháp Vương vẫn làm lơ. Bổn Vương trấn giữ điện Pháp Vương, trông coi kỷ cương của tông môn. Có mỗi việc xử lý Mục Long thôi mà cũng cần thảo luận với trưởng giáo sao? Triệu Linh Đan, cô đừng quên, tuy cô họ Triệu, nhưng cuối cùng chỉ là con gái của trưởng giáo Tiêu Gia Thần Tông, chứ không phải là trưởng giáo. Ở đây không có chỗ cho cô chỉ tay năm ngón đâu. Hôm nay cô nói năng không thận trọng, phụ lòng tin của tông môn, suýt chút nữa gây ra họa lớn. Đáng lẽ bổn vương nên phạt cô thật nặng, nhưng thấy cô biết ái tài nên chỉ phạt cô diện bất tư quá. Dưới khổ tịch hàn nhai 3 năm, kiểm điểm chung với Vân Kinh Hồng kia đi. Nét mặt Pháp Vương đầy lạnh lùng, thái độ đanh thép, không cho ai phép, không cho phép ai phản đối. Mọi người trong điện đều biến sắc vì bốn chữ khổ tịch hàn nhai. Làm Mục Long cũng giật thót, phần vì Triệu Đinh Đan bị phạt, phần vì ba chữ Vân Kinh Hồng. Theo như lời Nguyên Vô Thiên thì nàng ấy cũng bị phạt diện bất tư quá ở khổ tịch hàn nhai. Tại sao nàng ấy phạm phải lỗi gì chứ? Nguyên Vô Thiên, ngươi cấp độ của ta, ta không trách ngươi vì lão tử không để bụng. Nhưng ngươi trách phạt Đan Sư Tỷ và Vân Tiên Tử thì ta không chấp nhận. Dù ngươi là hộ giáo Pháp Vương, dưới một người, trên vạn người đi nữa, thì từ giờ trở đi, Mục Long này không đội trời chung với ngươi. Ánh mắt âm trầm, Mục Long thề trong lòng. Anh lấy lại bình tĩnh, sau đó một giọng nói đầy ngạo nghễ cất lên trong đại điện. Nếu 3 tháng sau ta thắng thì sao? Mục Long đã suy nghĩ cặn kẽ nên thầm hạ quyết tâm. Nguyên Vô Thiên, nhà ngươi đã trăm phương ngàn kế bắt ta làm đá lót đường cho Lâm Cảnh Thiên, thì sao ta phải giấu tài chứ? Cùng lắm là bị trục xuất khỏi tâm môn mà thôi. Có một số điều nếu quá đặt nặng vào nó thì sẽ cản trở bước chân của mình. Nếu 3 tháng sau ta thắng thì sao? Câu nói này vẫn vang vọng trong đại điện, khiến cả đại điện im phăng phắc. Bọn họ nghi ngờ mình nghe nhầm. Những người có địa vị cao của tông môn còn nhìn Mục Long như nhìn một kẻ ngu xuẩn. Họ nghĩ Mục Long là còn trẻ, chưa hiểu sự đời, không biết đối thủ của mình là ai. Thanh Mộc Linh Thể, đệ tử Pháp Vương, Cửu Khiếu Hóa Long Đan, bất cứ thứ nào trong 3 thứ này đều vượt quá tầm của người bình thường. Và 3 tháng sau, chính là đệ tử sở hữu Thanh Mộc Linh Thể của Pháp Vương đã uống Cửu Khiếu Hóa Long Đan. 3 thứ vào một chỗ không phải là đơn giản, như 1 cộng 1 bằng 3, như 1 cộng 1 bằng 2, mà là sự trở lại đầy khí thế của một thiên tài. Sư đệ, người... Triệu Linh Đan cũng hoảng hốt khi nghe thấy điều này. Bản thân nàng cũng không ngờ Mục Long dám thốt ra câu nói đó ngay tại Tiêu Giao Thiên Điện. Rõ ràng anh đang chất vấn Pháp Vương Nguyên Vô Thiên. Nói một cách công bằng, đệ tử ngoại môn hoàn toàn không có tư cách nói chuyện với thành viên cấp cao trong tâm môn, chứ nói gì đến ra điều kiện với Pháp Vương. Thú vị đấy. Nguyên Vô Thiên cười lạnh, chỉ nhìn Mục Long một chút mà thôi, nhưng mà như muốn nuốt chửng anh vậy. Như vậy mới xứng đáng đấu một trận với Lâm Cảnh Thiên, đệ tử của bổn vương chứ. Được thôi, được thôi, nói đi, bổn vương xem như thế nào. Vẻ nghiền ngẫm lộ ra trên mặt Nguyên Vô Thiên. Nếu ta thắng, ta muốn ở lại Tiêu Gia Thần Tông. Được, ta còn muốn Pháp Vương miễn phạt diện bất tư quá 3 năm cho sư tỷ ta. Mục Long nhìn hắn ta chằm chằm, nói với tốc độ không nhanh không chậm. Láo xược, ai cho phép ngươi ra điều kiện với bổn vương? Nguyên Vô Thiên bỗng nhiên giận dữ gầm lên, tiếng gầm đó như sấm sét ầm vang trong lòng Mục Long. Nhưng giờ đây anh vô cùng bình thản, không hề chùn bước, bởi trong lòng anh biết rằng đây là điều duy nhất mình có thể làm cho Triệu Linh Đan lúc này. Hay là Pháp Vương không tin tưởng Lâm Cảnh Thiên sẽ? Mục Long tiến lên một bước, đứng trước người Triệu Linh Đan, một thân một mình đối đầu với Pháp Vương Nguyên Vô Thiên. Sự nghênh ngang đó tựa như trời sinh đã có. Nguyên Vô Thiên bất chợt ngửa đầu phá lên cười. Được lắm, bao nhiêu năm qua ngươi là đệ tử ngoại môn đầu tiên dám kích tướng bổn vương đấy. Bổn vương mà tôn trưởng đập chết ngươi thì hẹp hòi quá, mà cũng chẳng có gì hay ho. Tốt thôi, nếu 3 tháng sau ngươi thắng được Lâm Cảnh Thiên thì chứng tỏ ngươi là thiên tài. Triệu Linh Đan được tha tội vì có công chiêu tài cho tông môn, hắn ta bình tĩnh nói ra. Thế rồi Pháp Vương bỗng đổi giọng, cười hỏi với vẻ thương hại và đùa cợt. Cơ mà ngươi tưởng mình có cơ hội đó thật sao? Đã bước trên con đường tu đạo thì võ giả định sẵn sẽ sống trong cô độc. Những người máu mạch của tâm môn chỉ xem có lời,
chỉ xem lời lẽ của Mục Long như trò cười giải trí cho đỡ chán, hài hước quá đi mất. Nhưng ngay sau đó, họ thấy thiếu niên liếc nhìn tất cả những người có mặt trong đại điện, khí thế dâng lên ngất trời, trong mắt là ngọn lửa tự tin đang hừng hực cháy. Anh cất cao giọng, thề thốt từng chữ: "Nếu Pháp Vương quân tử nhất ngôn, thì ta cho rằng ta có. 3 tháng sau, chính tay ta sẽ đánh bại Lâm Cảnh Thiên. Đừng hỏi vì sao ta tự tin như thế. Ta chỉ xin trả lời. Ta chỉ xin trả lại tự do cho sư tỷ ta mà thôi. Ngươi cho rằng ngươi có là có sao? Cái này không phải tự tin mà là liều lĩnh, ngông cuồng, coi trời bằng vung. Thành Hành Giang là nơi quái gì mà sinh ra kẻ ngang ngược như thế vậy?" Lời tuyên bố dõng dạc của Mục Long làm cả đại điện nghẹn học nhìn trân trối, tiếng bàn tán xôn xao vang lên khắp nơi. Họ tu thành đã nhiều năm, nhìn thấy nhìn nhiều biết rộng, nhưng chẳng mấy khi thấy ai ngông cuồng đến như vậy. Chưa kể đây chỉ là một thiếu niên bích cung cảnh, thực lực thế này chẳng đáng nể vào đâu. Nhưng Mục Long có chính kiến của riêng mình, nếu đã không khiêm tốn thì là một kẻ kiêu ngạo. Trời cao bao nhiêu thì ta ngạo mạn bấy nhiêu. Ai mà không có một thời niên thiếu bồng bột chứ, cùng lắm là bị trục xuất khỏi tâm môn mà thôi. Ta đường đường là thể thiên yêu, truyền thuyết của Thái Cổ, sờ thanh mộc linh thể thì đúng là hết nói nổi. Vậy thì ta không còn mặt mũi nào gặp Vân Tiên Tử, chứ nói gì là trở thành cường giả, đối đầu với tộc Hắc Long và cứu mẫu thân. Muốn hoàn thành sứ mệnh của thiên yêu thì tuyệt đối không được hèn nhát. Nghe một tràng tiếng cười khinh thường và trào phúng trong đại điện, Mục Long càng quyết tâm hơn. Ta tin ngươi. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo từ sau lưng truyền vào tai anh. Đó là giọng nói của Triệu Linh Đan. Nàng ta nhìn thiếu niên trước mặt, đôi mắt mơ màng đầy mộng ảo, nổi bật đến lạ thường, giữa đại điện ngập tràn lời chế giễu, châm biếm. Đủ rồi. Mục Long xoay người, bình tĩnh nhìn Triệu Linh Đan. Khoảnh khắc nói ra hai chữ này, ánh mắt anh không còn sự ngạo nghễ, thay vào đó là quyết tâm và cũng là lời hứa hẹn. Bổn vương quân tử nhất ngôn chứ. Tính ra giờ bổn vương nóng lòng, muốn xem người sẽ đánh bại đệ tử của bổn vương như thế nào rồi đấy. Người đâu, giải Triệu Linh Đan vào khổ tịch Hàn Nhai. Ngoài ra, đưa Mục Long này ra ngoại môn và cho hắn hưởng mọi đãi ngộ của đệ tử ngoại môn. Pháp vương vừa ra lệnh thì người trong điện Pháp vương lập tức xuất hiện, lần lượt đưa Mục Long và Triệu Linh Đan đi. Bảo trọng. Lúc quay lưng đi, họ đồng thời nói ra câu này, sau đó mỉm cười. Triệu Linh Đan cười tủm tỉm vào khổ nhai diện bích tư quá, còn Mục Long mỉm cười đi vào ngoại môn với quyết tâm khiến cả nơi này dậy sóng. Tên mập mạp thấy ánh mắt Mục Long là lạ, bèn nói: "Kim bá thiên ta không có bản lĩnh gì khác, chỉ thích ăn. Mục đích ta tu hành là để nếm thử hết tất cả những món ngon nhất trên đời." Hắn ta nói xong, vẻ mặt tràn ngập tự hào. Mục Long không muốn đả kích hắn ta nên bèn thay đổi đề tài. Hóa ra huynh đài tên là Kim bá thiên. Tên này đúng là cực kỳ khí phách đó. Mục Long nhìn một đống mỡ trên người Kim Bá Thiên, eo thì như thùng phi, hình như chẳng liên quan gì đến mệnh bấy đến khí phách. Ha, ta cũng thấy vậy, gia tộc ta có một truyền thống, đó là tên con trai phải vang dội, có khí phách và ý nghĩa. Ban đầu tên của ta định gọi là Kim Vô Địch đó, nhưng cuối cùng cha ta không muốn lấy tên này, nói Bá Thiên nghe có vẻ hay hơn Vô Địch. Mục Long đứng hình. Tên mập mạp lại nói: "Tên của cha ta cũng rất khí phách, ông ấy muốn mình đánh đâu thắng đó, ông nội ta đã cho ông ấy cái tên gọi là Kim Bất Bại." Mục Long bột miệng nói ra, không ngờ tên mập mạp lại lắc đầu: "Cũng không phải, tên cha ta khí phách hơn nhiều, là Kim Tổng Thắng." Mục Long vừa mới uống một ngụm nước đã phun ra, tên này đúng là thật lạ đời. Tài hạ, Mục Long chỉ đành đổi lời đề tài. Thì ra, Mục Long huynh nói thật, huynh là người đầu tiên ăn nhiều hơn ta mà ta gặp được từ khi đến Tiêu Dao Thần Tông đó. Chẳng như mấy người trước, ăn chút xíu, còn ăn thành bụng bự não to, trễ nải việc tu luyện. Còn trách ngược lại ta, Mục Long huynh chờ đã, ta đi nấu cho huynh bát thịt, hiếm khi gặp được một người có chung chí hướng. Kim Bát Thiên nói xong bắt đầu làm, lật tay một cái, hai con dao thái màu vàng bỗng xuất hiện trong tay. Hắn ta vung dao lên, động tác cực kỳ thành thạo. Mục Long nhìn cảnh đó hơi nghi ngờ. Không phải trước khi vào Tiêu Gia Thành Tông, tên này là một đầu bếp đó chứ. Cùng chung chí hướng sao? Cuối cùng Mục Long cũng hiểu được câu nói lúc trước của Kim Bá Thiên. Không đắc tội với người thì sẽ bị xếp vào đâu chắc. Người này quả như là một tên hám ăn. Mục đích hắn ta tu luyện cũng vì ăn. Hôm nay
mình đến đây cũng là do người ở chấp pháp đường cố ý làm thế, định biến mình thành anh hàng. Dù sao cũng gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà. Nhưng điều đó không có khả năng. Mình có truyền thừa thao thiết với mình, anh cũng là một loại tu hành. E rằng cái tính toán này đã bị phá sản rồi. Ánh mắt Mục Long lóe lên. Tuy Kim Bá Thiên trông cực kỳ mập mạp nhưng lại rất nhanh nhẹn, đặc biệt là nấu ăn, tay nghề vô cùng điêu luyện. Mục Long nhìn bát thịt thơm nức trước mặt mà nóng lòng muốn thử. Sau đó anh lấy hết rượu trong nhẫn trữ vật ra, định ăn một bữa no say. Nhưng đúng lúc này bên ngoài bỗng truyền tới một tiếng nổ lớn, ầm, cánh cửa kia chợt hóa thành vụn gỗ. Cùng lúc đó còn có thể cảm giác được từng luồng chân nguyên dao động một cách mãnh liệt. Mục Long lập tức nhướng mày, xoay người lại thì thấy hai bóng người. Ánh mắt anh dừng lại trên một người trong cả hai, còn người cứng lại rồi dần dần trở nên lạnh lẽo. Mạnh Hàn Phi, lại là ngươi sao? Mục Long lập tức nhận ra người này. Sau đó anh liếc nhìn cánh cửa bị chân nguyên đánh nát, lạnh lùng nói, người tới nơi này làm cái gì? Mạnh Phi Hàn ngay vậy vẫn chưa trả lời, chỉ nhìn xung quanh với vẻ trêu tức. Hay à, không ngờ đường đường là quán quân Thành Hành Giang, người đánh bại thiên tài của ba tông môn mà lại ở một trong nơi rách nát như thế này, đúng là khiến người ta phải giật mình. Lẽ nào người không biết nơi này còn có một tên là Chuồng Heo hay sao? Người đi ra từ nơi này chẳng khác gì một con heo, chỉ thiếu nước bò mà thôi. Mạnh Phi Hàn dè biểu, đi cùng hắn ta cũng là một thiếu niên, dáng người dong dỏng như một cây trúc, làn da lộ ra màu đồng cổ, khí thế trầm ổn, mơ hồ làm người ta cảm thấy áp lực. Thiếu niên đó thấy Mục Long bị Mạnh Phi Hàn khiêu khích cũng không tức giận, bèn nhìn Mục Long, ngươi là Mục Long sao? Đúng vậy, ngươi là ai? Mục Long thấy giọng nói thiếu niên kia khá vênh váo, trong lòng không khỏi có chút bực bội. Lúc này Mạnh Phi Hàn bèn khinh bỉ, hỗn sự, tên của Tống Lăng Kiệt sư huynh mà ngươi có thể hỏi sao? Mục Long nghe vậy bèn khẽ cười lạnh, Tống Lăng Kiệt sao? Làm bạn với loại người óc bá đậu như Mạnh Phi Hàn thì chắc cũng chẳng tốt hơn là bao. Ta còn muốn ăn cơm, mời các người đi. Mục Long vung tay lên mở miệng đuổi. Có điều lúc này Kim Bá Thiên bên cạnh lộ ra vẻ mặt quái dị, không ngừng ra hiệu cho Mục Long. Mục Long, người cũng quá ngông cuồng rồi đó. Tống sư huynh là cao thủ nổi tiếng đã lâu ở ngoại môn, lại gia nhập hội vô song, còn ngươi là cái con mẹ gì chứ? Một tên đệ tử mới vào mà cũng dám kêu gào như thế sao? Mạnh Phi Hàn thấy Mục Long đuổi bọn họ đi thì lập tức nổi giận. Tống Lăng Kiệt đứng bên cạnh cũng mặt mày âm trầm, không nói câu nào. Thoáng chốc bầu không khí chợt trở nên nặng nề, dường cùng bạc kiếm. Hai vị sư huynh bất giận, người anh em này của ta mới vào nên không hiểu quy cũ. Mọi mong hai người giờ cào đánh khẽ, bỏ qua hắn lần này, Huyền Linh Đan này coi như là chút quà mọt. Kim Bá Thiên như thấy thế, vừa ra hiệu cho Mục Long, vừa tươi cười lấy ra 10 viên đan dược, nhét vào trong tay Mạnh Phi Hàn